动真好呀，来吧，阿南达。Chúng ta bắt đầu nha. Thì đầu tiên chị sẽ vẽ cái đỉnh đầu nó hơi nghiêng như thế này. Đây, cái đỉnh đầu lần này nó sẽ nghiêng nha. Đó, bởi vì cô ấy đang nghiêng tóc. Nó đang nghiêng nghiêng đầu qua bên đây ha. Rồi thì cô này cũng có một cái máy xẻ phía chính giữa như thế này nha mấy em. Và cô ấy đang để một cái tóc ngoái như thế này. Đó. Rồi, ở phần bên đây ha. Thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Các em đầu tiên là vẽ phần là phần vẽ sơ sơ đi ha. Đây, đây là phần khuôn mặt. Đó, đầu tiên là một cái quả trứng như thế này. Đó là cái phần đầu á nha. Sau đó thì bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ cho nó không có tròn nữa. Và cái tóc kia lên nha. Sau đó thì nó sẽ tròn hơn nữa. Rồi. Tiếp đến thì nó chỉ qua như vậy. Sau đó thì sẽ có tóc. Tóc che xuống như thế này. Bên đây cũng vậy. Tóc sẽ dài xuống. Đó. Thì ở bên đây á là khuôn mặt này nha. Đó, khuôn mặt. Đây thì sẽ có cái phần lỗ tai nè em. Đó. Và bạn này để tóc. Để tóc nó đang kiểu như là mình nghiêng qua thì tóc nó sẽ nghiêng theo đó em. Chị thấy thì khuôn mặt của Rô á là nó rất là vi lai luôn nha, rất là vi lai luôn. Đó. Đó, cho nên là cái mặt nó thon thon ha, nó không có tròn. Rồi. Tiếp theo thì do là nó nghiêng thì các em nên vẽ cái trục trước nha, để một hồi nó sẽ bị méo. Rồi cặp mắt này ha, thì từ cái lỗ tai bên này các em vẽ một cái đường như thế này đến cái lỗ tai dưới đây, vẽ một cái đường song song như thế này nha, để mình sẽ vẽ mắt. Rồi sau khi có trục song song thì các em sẽ vẽ mắt thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ là mắt tròn như thế này ha, một cái đường cong. Bên đây cũng vậy, mình cũng sẽ vẽ một cái đường cong. Nha. Rồi cũng như mấy lần trước chị đã nói với các em, vẽ một cái đường xuống này, một cái đường xuống nè. Sau đó mình sẽ vẽ là giống như là một cái đường, cái vòng tròn mà nó bị đứt vậy đó ha. Sau đó thì tới là mắt. Ok. Rồi tiếp theo nữa mình sẽ vẽ một cái đường tròn ở bên trong nữa nha. Rồi một cái vòng tròn ở đây, một cái vòng tròn ở đây, và em sẽ tô sơ đi nha. Cái này là mình chỉ tô sơ thôi, chưa là mình chưa có bấm cho cái con mắt nó bấm lên nào. Đó, tô sơ ha, một màu đen đen ha. Rồi tiếp theo thì các em sẽ vẽ giống như dưới đây như những lần chị đã chỉ ha. Rồi vẽ một cái đường mời, một cái đường mời cho con mắt. Rồi tiếp đến thì chị sẽ vẽ là phần mí mắt. Phần mí mắt của Rose. Trong nhóm Blackpink thì các em thích ai nhất nè? Một lông mi, hai lông mi và ba lông mi đi nha. Lông mi đã bị tóc che rồi. Rồi tiếp đến thì cô nàng này là có cái chân mày ngang ngang nha mấy em, chứ không có quá cong. Đây, chị thấy là cô ta có một chân mày nó ngang ngang như thế này thôi. Ok ha. Rồi tiếp đến thì mình sẽ vẽ là cái mũi nè mấy em. Đó nha, mình sẽ vẽ cái mũi.
Nè, vừa tới cái đường mí mắt nha, mà các em có thể là cho nó qua như thế này là được rồi. Đó. Tiếp đến thì ngay như thế này, xong rồi các em có thể vẽ thêm một cái đường nhỏ như thế này nữa. Đó. Cụ thể hiện là cái mũi của cô ta rất là cao luôn. Ok, tiếp đến thì là cái miệng. Và cái miệng của Jenny thì là đang cười ha. Đầu tiên thì các em sẽ vẽ là, và cái đôi môi của cô này á là cũng rất là mỏng luôn. Đó, các em sẽ vẽ một cái hình như thế này nha. Sau đó mình lên như thế này. À, lên như thế này. Có hở môi nha, cô này cười đang hở môi. Bởi vì lúc trên mình vẽ là đang cười đúng không? Rồi thì các em có thể là vẽ phần môi ở trên đây nha, phần môi. Môi rất là mỏng. Như thế này nha. Rồi, mình cũng sẽ vẽ cho là nó có cái khóe miệng cười nha. À, có cái khóe miệng cười như thế này. Sau đó thì mình sẽ chỉnh lại cái khuôn mặt. Tôi thấy nó tới đây là vừa rồi. Nha, nó dài quá, cũng mất kỳ. Rồi, mình xóa đi những cái nét dư. Chủ yếu là khuôn mặt là khó nhất thôi đúng không em? Còn tới một chút xíu nữa là chị thấy hình như quần áo thì thật ra vẽ cũng là nhanh hơn. Rồi tiếp theo thì ha, từ ra đây các em sẽ vẽ xuống luôn là cái phần cổ nha. Đây, xuống luôn sẽ là phần cổ nè. Yếu một chút nữa thì mình sẽ tô màu ra.
cao, chị sẽ cho nó thấp xuống. Sẽ đồng hành cùng các em. Còn bây giờ chúng ta hẹn gặp lại ở video sau với cô nàng cuối cùng trong nhóm Blackpink.